Em xin chào anh chị nhá. Cũng rất là vui là anh chị cũng đã tin tưởng và đến với Trung tâm Đào tạo chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp mà Tập Thông Liệu Pháp Thành phố Hồ Chí Minh để được chăm sóc sức khỏe toàn diện, vừa là khai thông ách tắc trên người và vừa làm đẹp khuôn mặt. Thì anh chị có thể vui lòng cho chúng em biết được là anh chị tên là gì và anh chị đến từ đâu không ạ? Đầu tiên em xin phỏng vấn chị trước một chút ạ. Vâng, em tên Tâm. Vâng ạ. Em nhà em ở quận Bình Tân. À, quận Bình Tân. Bình Tân là ra đây là cũng không phải xa lắm đâu nhỉ? 30 phút thế được rồi. Thế là chị có thể cho em biết là lúc trước là chị đến với trung tâm là do cái thông tin là chị biết từ đâu không ạ? Dạ, coi trên TikTok. À, trên TikTok là biết. Dạ. Thế là khi mà chị nghe như thế thì có thông tin như thế thì chị có thấy là nghi ngờ gì không ạ? Hay là thấy bảo liệu là có thể có như thật được như thế không không? Dạ. Lúc đấy vẫn hoang mang đúng không? Dạ. Chưa biết là như nào. Nhưng mà cái lòng khao khát để được thay đổi đúng không ạ? Dạ. Thì đã đưa đến đây. Thế lúc đầu chị chia sẻ với anh thì anh có đồng ý cho đi không ạ? Dạ, không cho đi. Anh biểu đi. Yeah. Mà phải đi đến tận nơi để còn phải xem thực hư thế nào, liệu có tin tưởng hay không đúng không ạ? À, thì lúc chị đến là chị với mong mỏi điều gì ạ? Em thì mong làm, em thích là cái mũi nó cao. Thích cái mũi nó cao lên và lúc trước đấy là cái khuôn mặt nó cũng bị lệch. Đúng không ạ? Kể mắt, mũi, miệng và cái mũi thì nó thấp nhiều. Thế nhưng mà bây giờ chị thấy với sau được chị được mấy buổi rồi nhỉ? 7 buổi rồi thì là cũng được cải thiện hơn đúng không? Cái phấn khởi, cái khuôn mặt nó hài hòa, nó gọn nhẹ nhiều ấy. Em thấy cái hàm nó nhỏ bớt đi này, cái khuôn mặt nó nhịn đấy này, mũi cũng là gọi là bây giờ là có mũi rồi, cái đôi mắt nó cũng sinh động hơn. Em bảo rồi, chị chỉnh dần dần thành Ấn Độ đấy. Bây giờ miệng cười rất là tươi tắn này đó. Thế còn chị thấy ở trên người thì là như nào ạ? Thì được khai thông này không chỉ là chỉ làm trên đầu và khuôn mặt mà được chỉnh ở trên toàn thân, mạch lạc đâu chỉnh ở đấy. Thì chị thấy dễ chịu không ạ? Dễ chịu, nó nhẹ, dễ chịu. Đấy, thằng người thấy nó thoải mái, có cảm giác nó trẻ ra vài tuổi không? Phấn khởi đúng không ạ? Rất là cảm ơn chị đã chia sẻ. Và bây giờ em cũng xin anh chia sẻ đôi lời ạ. Thì anh tên là gì ạ? Minh. Anh Minh. Thế thì cái lúc đầu mà thấy cái sự khát khao mong mỏi của vợ mà để đi đến để làm đẹp bằng cái phương pháp này thì anh có nghi ngờ gì không ạ? Không, cũng theo dõi cũng lâu rồi. À, anh cũng theo dõi ạ? Ưa mệt mỏi á. Giờ về làm về thì khoảng 7 buổi thì thấy nó ngừng. Vâng, nhưng mà chính ra là một người đàn ông rất là chiều vợ đấy nhá. Đầu tiên là anh thì đưa vợ đi để cho là xem thực hư nào, xem có yên tâm được không thì để cho làm. Đúng không ạ? Đấy, thế nhưng mà đến khi mà vợ được làm thấy cũng là dễ chịu thì Vân cũng nói rằng anh cũng có bị lệch đấy, nên là cần nếu mà được chỉnh sửa thì nó sẽ là không những là chỉ cái mặt nó đúng rồi, cười nó không có tự nhiên bị méo méo. Đúng rồi. Tức là lúc bây giờ thì cũng chỉ nghĩ chỉ đưa vợ đi thôi. Thế nhưng mà đến khi thấy phân tích ra và Vân bảo rằng anh cứ thử làm đi, cũng chỉnh một tí là cái khuôn miệng cười nó tươi này, nó không bị lệch nữa này, nó đỡ dần đi và nó lại đồng thời nó lại cải thiện về sức khỏe nữa, thì anh cũng lại trải nghiệm thử. Thế đến lúc là hai vợ chồng cũng đều là thấy là rất là phấn khởi đúng không ạ? Thế là cũng đặt liệu trình. Và anh cũng còn rất là lo lắng lúc đầu, anh bảo thế bây giờ không biết là chỉnh thế này nó có ảnh hưởng đến phong thủy gì không. Tức là nhỡ đâu là cái công việc bây giờ nó đang tốt đẹp mà tự nhiên chỉnh đi rồi là nó lại bị trái đi hiểu, thì sợ là nó lại có ảnh hưởng đến làm ăn buôn bán hay không. Thì Vân cũng đã chia sẻ với các anh chị rằng với cái phương pháp của Tập Thông Liệu Pháp thì là hướng mọi người tới cái sự cân bằng hết cả ở trên khuôn mặt, mắt, mũi, miệng, cổ, vai, rồi xương sườn, xương chậu, cột sống, rồi chân tay, thì nó chỉ đưa cho mọi người đến cái điều tốt đẹp và vừa xinh đẹp hơn và vừa mạnh khỏe, và hướng tới 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Khuôn mặt của ai làm xong thì không có ai còn bị nhô nhọn hay là méo lệch gì nữa, đều đẹp hơn rất nhiều và bản thân người ta cũng thấy là khoan khoái khỏe mạnh. Và Vân cũng nói rằng với những người mà đặc biệt là làm về kinh doanh ấy thì lại không có gì tuyệt vời hơn, bởi vì ngay bản thân mình từ trước giờ mình có đi mua bán cái gì hay làm ăn cái gì với ai mình nhìn thấy khuôn mặt hài hòa, dễ gần dễ mến đúng không ạ, trông thân thiện. Thế bây giờ anh chị đấy hàng ngày đấy soi gương thấy phấn khởi không ạ, nhìn thấy nhau tươi xinh và khỏe mạnh này có phấn khởi không ạ? Đó.
Thế anh có thể là có, anh chị có lời nào mà gửi gắm tới cộng đồng với những người vẫn còn đang chưa hiểu rõ thực hư về phương pháp thập thông liệu pháp này như nào, thì anh chị có lời nhắn gửi như nào không ạ? Bữa hôm cứ về bà má đi, mà bà má già bà không đi, còn bà má 67 tuổi nè, không đi làm hay kia, nó hỏi đi, bà má là lớn tuổi rồi mà đi có nổi. Không, vận động bà đi anh ạ, vận động bà đi đến bữa bà đi thích. Là mới 82 tuổi rồi, đi phải gì đây bà.